Hơn một tháng trời cầm cự, quân địch bị kìm chân trước phòng tuyến, tiến thoái lưỡng nan. Thời cơ đã đến, Lý Thường Kiệt tổ chức một trận quyết chiến vượt sông đánh vào trại của giặc. Hơn một nửa số quân giặc bị tiêu diệt. Biết tình thế quân Tống đã lâm vào thế bí mà quân dân Đại Việt bị chiến tranh liên miên cũng nhiều tổn thất, Lý Thường Kiệt sang xin nghị hòa để Tống rút về. Quách Quỳ vội chấp nhận, giải hòa và rút quân. Sách Việt Sử Ký Yếu của Trần Xuân Sinh dẫn cố sử nói về nội tình của nhà Tống về sự kiện này. Triều Trần nhà Tống cho rằng cũng may lúc đó địch lại xin giải hòa, không thì chưa biết làm thế nào. Kháng chiến chống quân xâm lược nhà Tống thắng lợi, độc lập chủ quyền quốc gia được bảo toàn, ý chí xâm lược của địch hoàn toàn bị đè bẹp. Sau hơn 40 năm giúp nhà vua Bình Chiêm phá Tống và điều hành quốc gia được yên ổn, đến năm 1082, Lý Thường Kiệt được biệt phái vào cai quản trấn Thanh Hóa để bảo vệ vùng đất phên dậu quan trọng ở phía nam của Tổ quốc. Lúc này ông đã 63 tuổi. Theo các tài liệu sử sách thì Thái úy Lý Thường Kiệt có 19 năm làm Tống trấn Thanh Hóa. Từ năm 1802 đến năm 1101. Trong 19 năm ấy, với quyền lực tối cao và mang danh là Thiên Tử Nghĩa Đệ, anh kết nghĩa của vua, Lý Thường Kiệt được hoàn toàn quyết định mọi việc trong trấn. Là một trung quân sáng suốt, khoan hòa và đức độ, cho nên ông luôn là người mang lại lợi ích cho dân ở trấn mình cai quản. Năm 1105, người anh hùng dân tộc qua đời, thọ 86 tuổi. Nhớ ơn anh hùng dân tộc vĩ đại, cả trấn Thanh và cả kinh thành Thăng Long đều lập đền thờ tưởng nhớ ông. Theo các vị cao niên ở đây, ngày xưa ngôi đền thờ Lý Thường Kiệt được xây dựng ở sóng ngoài bãi sông Hồng. Dòng sông chảy xiết, mang theo phù sa, tạo nên bên bồi bên lở, nên dân làng phải chuyển dịch ngôi đền vào trong xóm, nơi tọa lạc hiện giờ, song vẫn thuộc địa danh Cơ Xá Ngang. Đền có quy mô khá lớn và bề thế, với tòa nhà tiền tế 5 gian và hậu cung 3 gian, nhưng đã bị giặc Pháp bắn phá, cháy trụi trong ngày cuối của tháng 12 năm 1946. Đến năm 1947-1948, dân làng Cơ Xá Nam cùng nhau góp công, góp của dựng lại hậu cung có diện mạo như hôm nay. Trong dịp kỷ niệm 995 năm Thăng Long Hà Nội, đền được trùng tu tôn tạo lớn và được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích quốc gia. Đền Cơ Xá, nơi người dân Thăng Long lập đền thờ ông, còn lưu giữ được nhiều di vật quý. Bức đại tự có dòng chữ Uy Đức Quang Minh. Bảy đạo sắc phong của ba vương triều Lê, Tây Sơn, Nguyễn. Cùng với ba câu đối cũng bằng chữ Hán, ca ngợi thân thế và sự nghiệp của Thái úy Lý Thường Kiệt. Lịch sử mãi ghi nhớ công ơn người anh hùng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất, nhà chính trị và ngoại giao tài ba Lý Thường Kiệt. Người lãnh đạo quân dân Đại Việt phá Tống, Bình Chiêm thắng lợi, từng được cả triều đình nhà Lý quý trọng. Ngay lúc Lý Thường Kiệt còn sống, Lý Nhân Tông đã cho làm bài hát tán dương công trạng ông. Ông được lịch sử ghi nhận là vị anh hùng kiệt xuất, một con người hiến dâng cả tâm hồn, sức lực cho sự nghiệp độc lập của dân tộc ở buổi đầu thời tự chủ.